nay mình rủ các bạn đi tham quan vườn hồng của người nông dân Nhật trồng á, họ đang thu hoạch đó các bạn. Vườn hồng rất là rộng. Ở đây vườn hồng này không phải là vườn hồng mình vào mình hái mình ăn. Hồng loại này là hồng hồng trái dài, là hồng treo gió. Hồng này dùng để làm hồng khô. Đây người ta thu hoạch đó, người ta để đóng đóng ở dưới gốc cây này các bạn, người ta chưa có lấy, họ để dưới gốc cây đó. Có cái loại mà chín mềm luôn á, họ hái họ để xuống trước đó các bạn, rồi họ sẽ đi gom một lần sau. À, cái cày dễ thương không đó, quá trời luôn, rất là nhiều vườn, rộng lắm. Đây vườn hồng của người nông dân trồng á. Sao con? Khà kia hả? Hồng á? Hồng? Hồng màu gì? Ồ, màu cam. Quá trời trái luôn nè. Hồng này ăn cũng được, mà người ta dùng để làm hồng khô. Hồng khô ở Nhật này nè, bán cũng mắc lắm. Thường thì người dân á, người ta ăn hồng giòn thì nhiều, người ta trồng hồng giòn cũng nhiều. Wow, quá, người ta đã hái bớt rồi đó. Cái vườn hồng ở phía trên nữa. Nó rụng hết lá rồi, còn có trái hồng trên cây thôi à. À, quá trời luôn. Có một cây hồng giòn ở đây. Nó đang rụng lá trụi trụi hết trơn à. Chỉ thấy trái như thì nhiều. Nhìn từ xa các bạn thấy đó, toàn là hồng không. Xa xa đằng kia cũng là vườn hồng luôn. Trời, một cây quá trời trái luôn. Rộng lớn quá. Một cái chùm nữa nè. Nó nỉ đi chăng? Ừ. Rồi cái lối bên này. Rồi cái chơi cái cây nè. Thấy trái không à? Mình đang đứng trước cái vườn hồng
sai trái luôn. To lắm, đó, cái cầm tay của mình cầm vô ha. Quá trời luôn. À, hồng ở trên đầu mình luôn nè. Wow. Đang là mùa thu hoạch hồng các bạn ơi. Cũng gần sắp hết rồi. Đẹp ha. Một cặp luôn nè. Một cái vườn bao la là hồng luôn. Quá trời ha, thấy mê luôn á. Hôm nay các bạn cùng mình tham quan vườn hồng tới đây ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Chào các bạn.